Trong ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để in ấn trong AutoCAD 2015. Trong AutoCAD, như các bạn đã biết, chúng ta có cái giao diện Model và giao diện Layout. Thì Layout tức là cái giao diện dàn trang. Thì tuy nhiên trong cái bài học về cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn in ấn trong cái giao diện Model này. Thì để tiến hành in ấn trong Model, các bạn hãy gõ kích vào chuột phải vào cái chữ Model này này. Và các bạn chọn cho mình chế độ Page Setup Manager. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ kích vào New. Đấy. Và các bạn đặt tên cho mình. Ví dụ đây nhé, chúng ta có 4 bản vẽ đúng không ạ? Các bạn muốn in 4 bản vẽ thì các bạn hãy đặt cho mình ví dụ bản vẽ 1. Đấy, các bạn kích vào OK. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ vào được cái giao diện thiết lập cái chế độ in. Đầu tiên các bạn sẽ chọn cho mình là máy in. Các bạn hãy kích vào đây và chọn cho chúng ta cái máy in của các bạn. Ví dụ trong cơ quan có cái máy in nào thì các bạn chọn đây. Hoặc ở đây mình không có máy in thì mình có thể chọn chế độ là in sang PDF. Đấy, mình chọn chế độ này. Đấy, được chưa? Sau đấy các bạn hãy chọn paper size, nghĩa là chúng ta muốn in khổ giấy nào. Ví dụ như mình muốn in khổ A3 ngang chẳng hạn. Đấy, mình chọn chế độ ISO A3 này. Đấy, được chưa? Tiếp theo mình sẽ chọn là cách mình chọn cái xác định cái vùng in. Mình sẽ sử dụng chế độ là Windows. Đấy, thì thông thường chúng ta hay sử dụng chế độ này nhất. Các bạn chọn Windows này. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có con chuột này. Chế độ bản vẽ 1 đây, mình sẽ xác định mình in từ đây. Kéo chuột. Kéo đến đây. Đấy. Thì chúng ta đã thiết lập được cái vùng in, được chưa? Thì các bạn có thể preview này. Đấy, để thấy cái vùng in nhân chính xác. Đấy, mình quay lại này. Sau đấy này, ở đây các bạn sẽ chọn chế độ plot offset, thì thường chúng ta sẽ chọn center to plot the plot đấy. Hoặc các bạn nếu mà quen đặt thiết lập này thì các bạn có thể đặt cho nó, vì đây là cái thông số mà giúp các bạn có thể điều chỉnh cái bản vẽ nó vừa khít với cái khổ giấy. Thì do máy in nhiều khi nó không chuẩn nên các bạn sẽ phải điều chỉnh đây. Và cái này thì nó sẽ liên quan đến kinh nghiệm của mỗi người đấy. Thì các bạn không biết, các bạn có thể chọn chế độ là center the plot đấy. Một plot scale thì các bạn hãy chọn fit to paper để có thể in tràn toàn bộ khổ giấy. Và các bạn không muốn co kéo tỷ lệ, ví dụ như đây mình đang thiết lập khổ giấy A3 nhưng mình lại đi in A4 chẳng hạn, thì mình sẽ phải thiết lập các tỷ lệ cho nó. Thì cái này các bạn trong cái bài học cơ bản thì các bạn cứ chọn fit to paper cho mình. Đấy, được chưa? Tiếp theo là các bạn phải thiết lập cái kiểu in plot style table. Thì ở đây các bạn phải kéo xuống đây. Thì ở đây các bạn có thể chọn, về thông thường chúng ta có thể chọn là ACAD.CTB. Thế đây là kiểu in theo màu. Đấy, in theo màu như thế nào thì tí mình sẽ nói. Ngoài ra ở một vài công ty các bạn sẽ có sẵn những cái thiết lập cho các bạn. Ví dụ đây in A3 nó thiết lập màu gì như thế nào thì mình có thể chọn. Đấy, ví dụ đây mình không có thì mình sẽ chọn ACAD.CTB. Đấy, mình kích vào OK này. Sau đây mình sẽ kích vào biểu tượng này để thiết lập này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hộp thoại này. Và các bạn có thể thiết lập này. Ở đây các bạn biết rằng là bản vẽ của chúng ta ấy, là nó phải theo các layer. Và các layer nó sẽ có các màu. Và đây chúng ta sẽ quản lý theo màu. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy về đây, mỗi màu chúng ta sẽ có những cái tính chất như là màu này, in hay ra màu gì này. Đấy. Chế độ là screening này, light tip này, light weight này, các kiểu in. Đấy. Thì giả sử như ấy là các bạn đã thiết lập bên layer là các nét gì nó có độ dày là gì, màu gì rồi. Ví dụ đây nhá. Mình gõ vào LA này. Enter này. Đấy, thì nó sẽ, đây thì nó chưa có đúng không ạ? Giả sử như ở đây các bạn đã thiết lập là cái nét này thì có độ dày này, màu này rồi, chúng ta đã thiết lập xong xuôi hết cả rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ in như sau. Mình sẽ vào này. Mình quay lại nhé. Mình vào modify này. Ở đây thì mình chọn là mình sẽ thiết lập lại nhé. Đấy, Windows này. Bạn quét chọn cho đúng cái vòng chọn, đúng cái khổ giấy luôn nhé. Đấy, sau đấy này, cái này các bạn cứ chọn send to plot này, fit to paper này, hay cat này, yes, ở đây. Ở đây thì vì giả sử như chúng ta chưa thiết lập cái độ dày dành cho nét, thì các bạn có thể này là chọn từng màu này và điều chỉnh. Ví dụ trong bản vẽ bạn nét màu đỏ thì là nét đậm chẳng hạn, thì các bạn cho là lightweight nó dài lên. Đấy, được chưa? Và ví dụ như chúng ta chọn chế độ màu này, ví dụ chúng ta in màu thì nó chúng ta sẽ để là use object color, nghĩa là chúng ta sẽ in theo đúng cái màu này. Còn nếu các bạn in đen trắng cho nó thì black, được chưa?
hoặc chọn chế độ screening là cái độ trong suốt của nét này. Light tip thì có thể là cho cái nét gì, có thể là chọn use object light tip là thiết lập sẵn rồi. Đấy, được chưa? Thì các bạn điều chỉnh đây. Còn giả sử như ấy là các bạn đã thiết lập bên cái bảng layer là màu gì, nét như thế nào hết cả rồi, thì các bạn hãy chọn này. Một nét đầu tiên các bạn ấn Shift N. Đấy, thì các bạn sẽ chọn được tất cả các màu sắc. Đấy, ở đây còn 256 màu. Thì các bạn có thể chọn về đây. Nếu các bạn in theo màu thì các bạn use object color, nghĩa là chúng ta sẽ in theo màu chuẩn của nó. Còn nếu in đen trắng thì các bạn có thể in là black này. Đấy. Các bạn thì cho cái mức độ là transparency, tức là cái độ trong suốt này. Các bạn có thể chọn use object này. Tất cả đây mình chọn use object hết. Đấy, nghĩa là chúng ta sẽ in theo thiết lập có sẵn. Các bạn save này, được chưa? Save lại. Đấy. Sau đấy này, chúng ta sẽ có những thiết lập này, là plot transparency là thiết lập cái độ trong suốt này. Thì cái này nó liên quan đến hack, cũng có transparency hay là layer cũng có transparency. Đấy, các bạn kích vào. Tiếp theo là mục đây thì in theo khổ đứng hay khổ ngang. Các bạn có thể chọn landscape này để in theo khổ ngang này. Xong các bạn kích ok cho mình. Đấy, được chưa? Thì chúng ta đã thiết lập được cái bản vẽ đầu tiên. Và các bạn lại chọn new cho mình. Đấy, các bạn chọn kích vào bản vẽ 1. Đấy, và bạn đặt tên cho nó là bản vẽ 2 chẳng hạn. Được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ tạo ra được một cái bản vẽ 2 và nó thiết lập y nguyên bản vẽ 1, chỉ có điều là các bạn phải kích vào Windows này. Bây giờ bạn lại chọn bản vẽ 2 cho mình. Đấy, được chưa? Đấy, kêu ok. Cho lại bản vẽ 3. Đấy, lại kích vào Windows. Đấy, thì có bao nhiêu bản vẽ các bạn làm hết cho mình như thế. Và lưu ý rằng các bạn hãy là khi các bạn kích vào New này thì nên chọn cái kiểu này này để nó có thể lấy cái thiết lập của thằng trước. Đấy, mà không cần phải thiết lập lại, thấy chưa? Cái bản vẽ 4 này. Ok này. Windows. Đấy, chọn cái này. Đấy, thấy chưa? Xong rồi này. Các bạn kích vào Close cho mình. Thấy chưa? Đấy, thì chúng ta đã tạo ra được cái 4 bản vẽ in như thế này. Sau đấy các bạn có lệnh public này. Đấy, public các bạn enter. Đấy, thì ở đây này. Đầu tiên các bạn quan tâm ấy là các bạn chọn chế độ none, cái này thì thường là none rồi, được chưa? Đây các bạn chọn chế độ là plot name in page setup cho mình. Đấy. Tiếp theo các bạn kích vào public option này. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh view các bạn muốn lưu đâu này. Ví dụ đây mình lưu ở desktop chẳng hạn. Ví dụ như là mình in ra giấy thì nó in ra giấy, còn ở đây mình là in PDF đúng không ạ? Thì mình sẽ lưu cho nó một cái file. Đấy, select ở đây, thấy chưa? Kích vào OK này. Thì đây chúng ta sẽ in theo model này, nên các bạn xóa cái này đi. Kích vào cái này, xóa đi. Đấy. Ở đây này. Ví dụ chúng ta có 4 bản vẽ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kích vào đây này. Chọn bản vẽ 1 này, thấy chưa? Đấy, sau đấy các bạn kích lại đây này. Các bạn là chọn là copy select sheet cho mình. Ở đây các bạn lại chọn bản vẽ 2. Đấy, tiếp tục copy select sheet. Đây bản vẽ 3. Đấy, thì có bao nhiêu bản vẽ các bạn cứ làm hết cho mình. Lưu ý là chúng ta chỉ chọn cái model thôi nhá. Sưu tầm model, đây tên sưu tầm và chỉ là chế độ model. Đấy, copy select bản vẽ 4. Được chưa? Đấy. Sau khi xong các bạn có thể chọn số bản copy này, được chưa? Đấy. Hoặc là chọn chế độ include plot stem này, nghĩa là chế độ ví dụ các bạn kích vào đây này. Đấy, chúng ta sẽ có thể điền thêm các thông tin ví dụ drawing name vào trong bản vẽ của chúng ta. Đấy, các bạn cơ bản các bạn có thể không biết thì các bạn cứ bỏ đi cho mình. Sau đấy các bạn public. Các bạn giết này. Close. Đấy, thì phần mềm nó sẽ in ấn cho chúng ta. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn thấy không? Hiện tại thì nó đang là in ấn này. Khi nào in xong nó sẽ báo cho chúng ta. Như vậy là nó đã in xong, các bạn có thể thấy nó thông báo đây. Đấy. Và mình sẽ vào cái ổ C của desktop. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã in được cái bản vẽ ở đây. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thì đấy là những cách các bạn có thể tiến hành in ấn hàng loạt bằng model trong phần mềm AutoCAD 2015. Tuy nhiên cái phương pháp này là một phương pháp là còn chưa phải là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nhất là các bạn phải sử dụng in ấn bằng layout cơ. Thì cái layout này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các bài học về nâng cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.